Hello, em xin chào các bác đã quay lại với kênh Khoan Biên Nhật. Thì hôm nay là ngày mùng 6 Tết. Em lên 6 món bán lấy lộc đầu năm, khai xuân. Thì tất cả trong đây là em bán đều là nhận chuyển khoản đủ và bao ship. Rồi, thì đây là cái giá mà em sẽ bán khai xuân nha các bác nha. Đó, chúc các bác có một năm mới an khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe. Đây, mã số 1 là cái mã đầu tiên, 199.000. Cái con mai hen này để thích hợp cho các bác nào chơi sưu tầm ha. Đó, đây chi tiết thì nó còn khá là đẹp. Con này nó là vít có cấp trượt ở trên đây nha. Này là vít mini đó, mình về mình độ pin vô nha. Con này là cái thân máy không, chưa có pin, chưa có sạc gì hết. Nào, bác nào muốn em độ thêm pin sạc thì em vẫn có làm nha. Đó, mã số 1, mã đầu tiên là 199.000. Em chỉ nhận chuyển khoản đủ và em bao ship. Đây, nút bấm cái này là cái khóa cò nha. Hai con này nguyên zin chưa bung luôn. Đó, ngoại hình là còn nói chung là tương đối, các bác nào chơi sưu tầm cũng ok. Mã số 1, 199.000. Rồi, con bên này cũng y xì vậy luôn. Mã số 2, 199.000 luôn. Đây, cái chữ của nó vẫn còn y. Thì những cái con này nếu mà nó có một số con thì nó chày hết những cái chữ mai hen này, chóc tem rồi chóc cái này, thì con này, hai con này thì nó vẫn còn đầy đủ. Bác nào chơi sưu tầm thì nó là khá là ok. Đó, mã số 2 cũng giống như con trước đâu, 199 luôn, cũng là máy chưa có pin, chưa có sạc gì hết, chỉ có thân máy không nha. Mã số 2. Rồi, tiếp theo mã số 3, em bán full bộ. Mã số 3, 879.000. Đó, em bán full bộ máy pin sạc, thì các bác nào không thích lấy pin thì bỏ pin ra thì em sẽ trừ tiền. Mà thì cái này đầu năm cho nên em bán full bộ ha. Thì đa ưu tiên bác nào lấy full bộ. Đó, thì đối với pin 14V thì nó chỉ lên 2 nấc như vậy thôi. 14V, còn khi nào mình đóng 18 thì nó mới lên được 4 nấc pin nha. Bởi vì cái này mình đang dùng cái mạch của 18V mà pin thì mình đóng 14V, nó không ảnh hưởng gì hết, nó chỉ là báo pin nó không có đủ thôi, thì mình chỉ dựa theo cái này là mình xài thôi. Rồi, con này em đã đóng pin rồi. Đó, full bộ 879.000. Máy này em vệ sinh sạch sẽ hết rồi, đầu cứng không có rơi gì hết. Đó, vệ sinh full hết rồi, chà rửa lên hình ngon lành hết. Thì với cái giá này mà còn bao ship nữa thì các bác cứ tự mà gọi là mình hình dung ra cái giá thân máy cục pin bao nhiêu. Em ví dụ cục pin này 400, cái thân máy 479 thì nó vẫn còn rẻ chán luôn nha, mà trong khi đó em đã bao ship rồi. Rồi, full bộ, một bộ máy pin sạc chỉ có giá với 879.000, chỉ có trong cái clip này thôi nha. Còn khi mà bán những cái máy khác á, thì sẽ không có giá này. Đó, cũng đầu khía luôn, nhưng mà khi mà em bán của cái những cái clip khác chắc chắn là sẽ không có nhà giá này. Em bán khai xuân thì các bác nào chốt nhanh gọn lẹ em chỉ nhận chuyển khoản thôi nha. Rồi, ok, mã số 3, full bộ máy pin sạc 879. Rồi, lên cái đơn, lên cái mã số 4, 579.000. Gồm nguyên một cái combo gì. Đó, là một máy, hai pin zin, sạc zin. Sạc zin là điện 100V nha. Đối với pin zin này á, là pin niken em không có bao. Đó, thì cái này nó chỉ là pin sóng thôi, còn cầm hay không thì em không có bao nha. Full một bộ như vậy với giá là 579.000, mà các bác chỉ khoan đủ em bao ship luôn rồi nha. Đó, giá là của ngày hôm nay trong clip này. Rồi, full bộ. Đó, pin này đó, em không có bao cầm đâu, pin thì em bao sóng thôi. Bộ này nó y như mới luôn nè nha các bác nha. Bộ này không chốt thì chốt bộ nào nữa. Con này là khoan cấp trượt, có 20 cấp trượt, một cấp khoan, hai cấp nhanh chậm. Con này là con khoan của Ryobi nha. Đó, cao su đồ liền lạc hết, còn mới chát luôn nha.
hai pin sóng hết luôn, 579 ngàn. Giá của hôm nay là giá mình giá lấy lọc nha, em bán giá để lấy lọc cho hôm nay. Thì các bác nào nhanh tay chốt thì còn, chậm tay chốt thì hết. Chỉ có một bộ duy nhất này thôi, mã số 4 nè, 579. Theo mã số 5, 679 ngàn. Con này là thùng Natayonan EZ6402 đó. Con này nó là con Naty có ngắt lực điện tử ha. Con này đầu kẹp 10 ly. Đây. Đầu kẹp 10 ly. Đó, có chung ngoại hình của nó còn tương đối cũng phải trên 90%. Các bác nào sưu tầm chơi con này cũng được. Cao su rồi liên lạc hết nha. Tem mát là ok hết. Đây, em thử ngắt lực điện tử nha. Đó, nó sẽ ngắt, còn em vẫn giữ nha. Đây là nó ngắt rồi. Đó, mình cấp lớn lên. Đối với những cái máy mà không có ngắt điện tử á, thì nó sẽ là cấp trượt, nó kêu tạch ha. Còn cái thằng này nó có ngắt nha. Rồi. Hai pin sóng, nhưng mà đối với pin này thì em không có bao. Đó, pin này em chỉ bao nó sống thôi, còn nó cầm hay không thì em không có bao nha. Rồi, full bộ này giá 679 ngàn. Đó, nguyên một thùng luôn. Con này mã của nó EZ6402. Theo cái thùng cuối cùng, thùng cuối cùng là số 6, 739 ngàn. Đây, con này là con EZ611 ha. Đó, ngoại hình còn tương đối khá là đẹp. Mắc in ra bàn nha các bác nha. Rồi, máy sóng hoạt động full chức năng. À, máy này cũng vậy luôn, pin em không có bao cầm, chỉ bao sóng thôi. Rồi, con này cũng nói chung ngoại hình cũng còn ok, máy là cũng còn nói chung là tương đối đẹp. Giá em bán là chỉ có trong cái clip này của ngày hôm nay, mã số 6, 739 ngàn, nguyên một thùng này, và em đã bao ship cho các bác luôn rồi. Thì clip hôm nay em chỉ có lên 6 mã thôi, ngày mùng 6 em lên 6 mã bán lấy lọc đầu năm, nên các bác nhanh tay chốt nha. Và clip em đến đây là hết, nên cảm ơn các bác đã theo dõi. Chúc các bác có một năm mới vui vẻ và sức khỏe. Em xin cảm ơn.